Hi, hello, Tâm chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có hôm hồi hôm mình có đặt bẫy mẹp á cả nhà. Mình đặt 15 cái nha. Bên giờ này mình đi thăm cả nhà 2 giờ chiều cả nhà. Nay giờ này 2 giờ chiều rồi, lúc bữa nay mình đi đặt cũng trễ cả nhà. Mình đặt xong rồi cũng 10 giờ cả nhà. Đây đồ nghề của mình là để mình chuyển sang camera trước để Tâm quay đồ nghề cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình cả nhà ơi. Cả nhà đồ nghề mình là như đây này, túi này, túi lưới cả nhà, túi lưới đựng mềm đẹp cả nhà ơi. Cái chai này chai xịt kiến cả nhà, mùa này nắng quá cả nhà, không xịt là đặt chút xíu là kiến nó cắn mềm đẹp chết cho cả nhà. Nó này chìa khóa để mình mở ba ga lỗ xăng cả nhà, mình đem theo cây dao cả nhà ơi. Có cần gì cần cả nhà ghi, mình đem theo cắt dây cắt này cắt kia. Rồi Tâm cũng tạm thời ốp máy lỗi tới cái đầu tiên năm quay cả nhà xem cả nhà, khu này nè cả nhà, cái khu vườn này nè cả nhà. Hồi sáng mình thấy mềm đẹp nó kêu quá trời luôn cả nhà ơi. Giờ này chưa được 2 giờ nữa cả nhà, mới mình tưởng như 2 giờ mới có 11 giờ 50 cả nhà ơi, mới 1 giờ 50 giờ tính ra cái luồng này mà. Cái này mình đặt mới có mấy tiếng nha cả nhà, mình đặt xong lúc 10 giờ mấy á, mới 3-4 tiếng hồ à. Rồi mình thăm lại về cái nhà ơi, dính được con nào ăn con đó cả nhà. Khu này hồi sáng thấy ốc nó ăn dữ lắm, ốc luôn cả nhà ơi, mà không biết dính hay không nữa cả nhà ơi. Cả nhà nhớ xem đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Sắp tới cái đầu tiên thì cả nhà ơi, sớm mình đặt ngay ốc nè, nó cũng ăn mềm bẹp nữa cả nhà. Mà mình thấy nó yếu quá, mình dời lại trước nè, mình thấy nó không ngon hung á, mình để lại cái trước nè. Rồi sập nè cả nhà, lụm gạo một em nha cả nhà. Cái đầu tiên lụm rồi cả nhà ơi, cả nhà thấy không, ốc nó ăn nè cả nhà, dài 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 trước nè, cả nhà thấy ăn ốc không, ốc mới chát luôn. Cái đầu tiên hốt nha cả nhà, một em nha cả nhà ơi, đó một em nha cả nhà. Mình đặt mình tiếng dịch nha cả nhà, tiếng dịch nằm dưới đó đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời ốp máy, mình sẽ bắt nó ra nha cả nhà ơi. Đây là cá nha, em đầu tiên nha cả nhà ơi. Rồi con đầu tiên nha, cũng là cá bẫy đầu tiên luôn nha cả nhà. Con này thì nó cũng chưa có già hung cả nhà, cũng mắt đỏ rồi cả nhà ơi, nhưng mà bự lắm nha, nó chưa già hung nhưng mà quá bự rồi. Rồi mình sẽ tạm ngưng máy này, mình đặt lại cho mình đi tới cái clip mình quay cả nhà. Đây cả nhà ơi, tới tiếp tục ở đây con cái cả nhà. Chỗ này hồi sáng mềm bẹp nó kêu, phải nói là ôm sùm hết trơn cả nhà, nó kêu khủng khiếp luôn á. Rồi mình đặt chiếc mé lên cái chất lớp này cả nhà ơi, chưa dính nha cả nhà. Đây nè, mình đặt cái bẫy này nè. Rồi cái thứ hai chất lớp nha cả nhà, tiếp tục đây con cái luôn cả nhà. Khu này là sáng năng ốc mới không á cả nhà, mà ở đây ngặt cái kiến vàng quá trời luôn cả nhà ơi, mình không có đặt được. Nay nè, sáng ăn ốc mới quá trời luôn, mình dời đâu đây. Rồi lụm hai cái nhà ơi, hai cái ba con cái nhà, ủa lộn, ba cái dính được hai con nha cái nhà. Cái này lụm rồi nè, một em nữa là em thứ hai nha cái nhà. Ủa con này già luôn cái nhà, đầu xanh lè đến đầu xanh này nè cái nhà, nó cái trứng của mình đó quậy sình hết rồi cái nhà ơi. Đây rồi mình tạm thời ngưng máy, mình bắt nó ra cái mình quay chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà. Đây là cả nhà, em này em thứ hai nha, mắt đỏ nha cả nhà, con này chắc vô sớm giờ cả nhà. Nó quằn cái trứng mình rồi, nó đẩy sạch cái trứng ngay cả nhà ơi, nó ăn nè, thấy ăn lỗ không. Rồi bây giờ mình rửa, mình đặt sơ lại cả nhà ơi, chứ không biết sao nữa cả nhà, ăn mẹ cái trứng này. Con này dạng thiệt cả nhà, mình không có đem trứng xây cua cả nhà ơi. Thì sớm mình có đem trứng, mình làm bể hết hai trứng luôn cả nhà. Rồi trứng kia nó bị bể, mình để mình đặt đại luôn, không biết dính không nữa. Rồi giờ mình cũng xin tạm thời ốp máy đi tới cái tiếp cả nhà. Khu này có ba cái rồi, dính được hai con nữa cả nhà. Tiếp tục ở đây cả nhà, nãy giờ mình thăm hai cái cũng không dính luôn cả nhà. Mình mới thấy cái mềm biệp nó bay đó đó cả nhà, bay khung đó đó. Ở đây mình có con cái này cả nhà, mình đặt con cái một cả nhà ơi. Khu này thấy năng ốc dữ lắm luôn, mình sợ mắc bẫy mình không dám đặt cái nhà. Rồi lụm mình nè cái nhà, chính một em mình bị già luôn cái nhà.
Đây đây đây, đây. Lụm gạo nha cả nhà. 3 cái, 4, 5, 6 cái trên được 3 con nha cả nhà. Thành quả nói chung là cũng tạm được cả nhà, 3 cái, 6 cái 3 con. Rồi, giờ mình tạm thời mình ốp máy mình bắt nó ra cả nhà. Nên cả nhà mình bắt nó ra nè cả nhà. Con này già mắt đỏ dữ lắm rồi cả nhà, đầu xanh nè. Mắt đỏ đầu xanh là già lắm rồi nha cả nhà. Đó. Rồi con này con thứ 3 nha cả nhà. Ốp máy mình cho vô tới lưới rồi mình đi tới cái tiếp mình quay luôn cả nhà. Tiếp tục ở đây con cái luôn cả nhà ơi. Đặt cặp lỗ xe này cả nhà. Xe mình đậu trên đó đó cả nhà. Bây giờ đèn con cái nè, rồi dính luôn cả nhà ơi. Chết hay sống em thấy nằm im re rồi. Nắng quá chắc chết rồi. Ô, nắng quá nó chết rồi cả nhà ơi, cả nhà. Uổng quá mình bịp dạ cả nhà. Thôi mình ốp máy mình xử lý luôn cả nhà ơi, chết queo rồi. Tiếp tục ở cái khu này cả nhà thấy có quen thuộc không cả nhà. Đây. Bạn là xem mấy cái video trước của mình là chắc cũng biết cái khu này ha. Mình đặt chuyến này là chuyến thứ tư, thứ năm gì đó cả nhà. Khu nè, mà vẫn còn mềm bẹp luôn, hồi nãy mình mới thấy con nó bay ra cả nhà. Nó đang đi ăn á. Mình đặt chuyến thứ năm rồi đó mà không biết bữa nay dính hay không thì không biết nha. Mình đặt 3 cái. Sập rồi mà không nhìn thấy gì hết trơn vậy trời. Rồi chết nữa gì cả nhà, nắng quá cả nhà ơi. Hên quá còn sống cả nhà. Đây nè, một con nữa nha cả nhà. Rồi, để mình đi thăm đằng kia. Xong mình quay lại mình hái bắt nha cả nhà. Do á, nhà người ta nè. Thấy không? Cho nên mình thăm đó, mình quay về mình hái bắt nha cả nhà. Bẹp bẹp nó kêu cái cu dưới đó dữ lắm luôn cả nhà. Nhưng mà mắt cái con kinh mình không có lội qua đặt được cả nhà ơi. Công nhận cu này mình bẹp dữ thì chứ. Mình bắt chuyến này nó chắc hết luôn cả nhà ơi. Không còn nữa đâu cả nhà. Rồi như cái đó sập luôn kìa cả nhà ơi. Con cái nhà ở đây người ta không khóa cả nhà. Dính luôn nè cả nhà. Con này già luôn nha cả nhà. Rồi mình đi qua cái bụi tre đó đó. Cả nhà xem mấy video biết, cả nhà biết bụi tre đó chứ gì. Rồi mình ốp máy mình lộ vào tới đó mình quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Xong rồi mình quay lại bắt hai con này nha cả nhà. Đây cả nhà nguyên cái con sông luôn này cả nhà. Con sông này lớn dữ lắm nha cả nhà. Mềm bẹp bên đó dữ lắm, mềm bẹp luôn cả nhà. Mình thấy nó bay chứ nhưng mà mình đâu có đường nó qua đặt cả nhà. Khúc dưới đó nè nha. Ở đây không có đường đi nha. Tại vì bên đó không có lộ cả nhà. Ở đây cũng đâu có lộ đâu. Tại mình lộ vô mà có đường chạy xe vô đường khúc cũng đỡ cả nhà. Còn á, ở trên cái, ở cái đường bên đó là thua cả nhà. Của hổm mình có lộ qua mình đặt khúc dưới á. Mà không dính cả nhà. Mình đặt hai cái mà cũng không dính luôn. Con sông này cá dữ lắm, cá nha cả nhà. Cá nụt khủng khiếp luôn á. Coi mấy đứa nhỏ tắm sông cả nhà ơi. Ở đây là cánh đồng mà cả nhà. Mình đặt chuyến này chuyến thứ năm rồi đó cả nhà ơi. Mà thăm hai cái dính hai con nữa rồi đó. Còn cái cuối cùng biết sao đây. Rồi thấy sập đó mà không biết có dính hay không nữa nha cả nhà. Từ xa là mình thấy cái bẫy đã sập rồi đó cả nhà. Có ghe người ta chạy máy này cả nhà. Rồi không dính cả nhà. Sập mà sao không dính ta. Mình không hiểu luôn cả nhà. Tự nhiên cái bẫy sập nè. Sập mà không dính nha. Thì do nó ủi lòng mình cũng không biết nữa cả nhà. Kỳ trời. Bẫy nó sập mà không dính. Rồi cái này mình để mình câu là hình như là có cái gì đó ta. Kiến vàng quá trời luôn cả nhà ơi. Phía sau kiến vàng khủng khiếp luôn. Rồi mình ốp máy mình sửa cái bẫy này lại nha cả nhà. Rồi đi quay lại mình bắt hai con kia cho cả nhà xem nha cả nhà. Lại bắt con này ra luôn cả nhà ơi. Cả nhà biết sao cái bẫy nãy sập không cả nhà. Con mình bị nổi nha cả nhà. Nó ủi bên hông nó sập nha. Ây da, kiến vàng cắn. Nãy mình, ây da, mình ốp máy cả nhà, kiến vàng cắn quá. Thôi. Con này chọc đuôi hết rồi cả nhà ơi. Mình tranh thủ mình bắt con này ra để cả nhà người ta thấy nha cả nhà. Con này già.
cái nhà phía sau cái bãi nãy sạp bao con mình bẹp nổi cả nhà, lúc mình lại nó che chèo lên cái che cả nhà, nó núp giống cả nhà, mình thấy nè, cái đó chắc mai dính cả nhà, hay là nó núp tại xóm mình tủ không kỹ á, nó sắn ngay bên hông á cả nhà, đặt hoài cái tình trạng này bị hoài luôn cả nhà ơi. Nó sắn hông không à đó. Rồi cái khu này đặt lúc nào cũng có hiệu quả hết trơn nha cả nhà. Bữa hôm mình cũng đặt ba cái, chuyến đầu tiên cũng dính được hai con, bữa qua ngày sau dính ba con luôn, bữa nay cũng vậy, chuyến đầu tiên thăm dính được hai con, ngày mai không biết làm sao nha. Mà chắc chuyến mình đặt chuyến này nó chắc hết luôn rồi cả nhà ơi, không còn nữa đâu cả nhà, dài dài mấy cung đó khủng khiếp luôn mà mình không qua được mắt cái con sông á cả nhà. Rồi giờ mình tạm thời mình bắt con này ra rồi mình ốp máy nha cả nhà. Đây là cả nhà, con này già nè cả nhà, mắt đỏ rồi, mắt nó ra nó rụng còn hai ba cọng lông đuôi cả nhà ơi. Tiếp tục cả nhà ơi, cái con này nè lại bắt nha cả nhà, cái đó mà hôm qua mình tủ kỹ là chắc chắn 100% là dính nó luôn cả nhà. Rồi mình tủ không kỹ nó ủi hông cả nhà, con này cũng tơ nha cả nhà ơi. Đây mình bắt nó ra nè cả nhà, nó ăn cái trứng mình luôn rồi nè cả nhà ơi. Rồi giờ mới sao nữa cả nhà, để mình kiếm coi có con ốc nào mình bắt mình bỏ vô mình đặt đại nha cả nhà, không biết dính không nữa cả nhà ơi, hên xui nha cả nhà. Tiếp tục cả nhà ơi, còn ba bốn cái nữa cũng hết rồi cả nhà, không biết dính không nữa cả nhà ơi. Nhìn thấy trống lỏng rồi, không sập cái gì cả nhà, u dính cả nhà ơi. Rồi nó quậy cái một đầu nó banh hết trơn rồi cả nhà, con này già nha cả nhà, sức trong đuôi hết, nó quậy cái đầu banh hết, mình ốp máy mình xử lý con này nha cả nhà. Tiếp tục luôn cả nhà ơi, ngay bụi gựa này nè cả nhà, nó nằm mé bên kia cả nhà, có con cái cả nhà ơi. Chỗ này mình thấy năng ốc mới nhưng mà cũng ít rồi cả nhà, mình đặt đại không biết dính không nè, thấy năng được chờ ba con gì đó, mình đẩy lên đừng cho nắng á cả nhà, chất lớp rồi cả nhà, không dính nè. Cái này còn mồi luôn nha cả nhà. Tiếp tục ở đây con cái luôn cả nhà ơi, còn cái này cái nữa là cũng hết bẫy luôn rồi cả nhà. Này cỏ không nè cả nhà, đất ở đây đất lung á cả nhà, ruộng nhưng mà đi nó vẫn lúng nha, cái ruộng lúa đi lúng quá trời luôn cả nhà, mấy ruộng cỏ đi còn đỡ, ruộng lúa đi lúng quá trời luôn. Ở đây toàn đất lung không cả nhà, còn phía bên kia là rừng không à. Không biết có con gì không đây, rồi sập rồi nha cả nhà, bìm bẹp đi, rồi lụm bìm bẹp rồi cả nhà, lụm rạo lụm lạo lụm lạo, một con sứt cái đuôi trơn cả nhà, con này cũng già mắt đỏ rồi cả nhà, mình lấy lá cây mình che này, sợ nắng cả nhà, nãy nắng chết hết con cả nhà, cũng quá, đây nè, rồi để mình ốp máy mình xử lý mình bắt nó ra nha cả nhà, rồi mình đặt lại cả nhà, rồi mình đi thăm cái cuối cùng luôn, rồi mình tổng kết thành quả cho cả nhà xem bữa nay luôn nha cả nhà. À, cả nhà ơi, cái cuối cùng dính được con nữa nè cả nhà, dính cái cây lấy không ra luôn cả nhà ơi. Cái cuối cùng, còn cái cuối cùng dính luôn nè cả nhà, đó mềm bẹp xanh luôn nha cả nhà, do nãy có người đi cả nhà, rồi mình không có quay được, cái người ta đi rồi mình mới mình tính không quay luôn nữa cả nhà ơi. Nãy có người á, mình tính vô rút ra luôn, rồi mình vô mình rút cái mình thấy người ta chạy đi cả nhà, rồi mình quay cho cả nhà xem đó cả nhà. Còn cái cuối cùng dính luôn nha, cái khu này mình đặt có 4 cái rồi cả nhà, dính được 3 con luôn cả nhà ơi, một cái không dính, 4 cái dính 3 con nha. Rồi giờ mình cũng xin mình ốp máy nha cả nhà, mình bắt con này ra rồi mình ra ngoài mình tổng thành quả ngày hôm nay cho cả nhà xem được bao nhiêu con nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, giờ mình tổng thành quả ngày hôm nay luôn cả nhà ơi. Đây, thành quả của ngày hôm nay 15 cái bẫy bìm bẹp nha cả nhà. Chính được 3 6 7 8 con cả nhà, với một con chết là 9 con cả nhà. Cái con chết đó mình không có quay nha cả nhà ơi.
Nói chung là bữa nay được 9 con mềm bẹp, 3, 6, 7, 8 với chết một con là 9 con nha cả nhà. Như cái kia bị nó ủi á, nó không ủi là bữa nay là được 10 con nha cả nhà. Rồi nó cắn lộn nhau cả nhà. Rồi, Tâm cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Giờ này cũng 6 giờ mấy rồi cả nhà. Đó. Rồi cả nhà xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Để em có động lực làm những video tiếp theo cả nhà. Bữa nay thành quả hôm nay 15 cái 7 cũng được 8 con cả nhà, với một con chết là 9 con nha cả nhà. Rồi, Tâm cũng xin kết thúc clip này luôn cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nha cả nhà. Ngày mai là bắt đầu mình đi cuốn nha cả nhà. Rồi ngày mai mình sẽ quay cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ theo dõi nha cả nhà, ngày mai coi cuốn được nhiêu. Cả nhà bữa nay được 9 con nha cả nhà. Cả nhà xem ngày mai được mấy con nha cả nhà.